Nga tấn công dồn dập, quyết công phá thành trì Avdiivka. Nga siết chặt gọng kìm từ hai bên sườn tại Avdiivka. Xuất hiện nghi vấn Nga tập hợp lực lượng để chuẩn bị mở cuộc tấn công lớn tới Ukraine. Những thách thức đang chờ đợi ông Putin khi tái đắc cử Tổng thống Nga. Xin kính chào quý khán giả thân thiết của kênh Nghệ An TV. Tại đây chúng tôi luôn cập nhật những thông tin thời sự nóng nhất mới nhất mỗi ngày và ngay sau đây là nội dung chi tiết. Trong cuộc chiến giữa Nga và Ukraine hiện nay, Nga đang liên tục cố gắng chiếm quyền kiểm soát đối với thành phố Avdiivka thông qua việc triển khai các đội quân bộ binh nhỏ và sử dụng máy bay không người lái với quy mô lớn. Ngày 9 tháng 12, trong cuộc phỏng vấn với Ukraine Skavrada, người đứng đầu đơn vị báo chí của Lưu đoàn 47 Ông Dmitry Lazuskin cho biết, tình hình vẫn khá phức tạp, đối phương tấn công không ngừng. Họ đang tìm cách kiểm soát nhà máy luyện cốc và hóa chất Avdiivka. Hôm 7 tháng 12, lực lượng Ukraine đã tấn công một nhóm thám báo, khiến nhiều người thiệt mạng. Theo ông Lazuskin, có những thời điểm cứ sau 30 đến 40 phút, thành phố Avdiivka và khu vực ngoại ô, đặc biệt là khu vực nhà máy luyện cốc và hóa chất Avdiivka lại bị tấn công. Quán chức này cũng tiết lộ, số lượng binh sĩ Nga gần Avdiivka không có dấu hiệu giảm. Ông Lazuski nói, họ liên tục được triển khai theo từng đợt. Thường là những nhóm nhỏ gồm 10, 12, 15 người, đôi khi mang theo thiết bị quân sự. Họ triển khai rất nhiều máy bay không người lái chụp ảnh nhiệt. Chúng tôi cũng có những thứ đó, nhưng hiện tại họ đang có lợi thế hơn chúng tôi. Ông Lazuskin khẳng định, tổn thất của lực lượng Nga cao gấp nhiều lần so với tổn thất của lực lượng vũ trang Ukraine. Ông cũng nhấn mạnh rằng Ukraine thiếu các thiết bị công nghệ cao do giá thành cao. Viện nghiên cứu chiến tranh có trụ sở tại Mỹ dẫn các nguồn tin của Nga cho biết, ngày 7 và ngày 8 tháng 12, quân đội Nga đã tiến về hướng nokokhan đến khu vực ngoại ô của nhà máy luyện cốc Abdiivka ở phía tây bắc của thành phố Abdiivka và một khu công nghiệp ở phía đông nam của Abdiivka. Bên cạnh đó, ngày 8 tháng 12, các blogger quân sự Nga tuyên bố rằng quân đội Nga đang tăng cường vị trí của họ tại Stetove, cách Abdiivka khoảng 3 km về phía tây bắc và thực hiện chiến dịch truy quét trong khi đó, một blogger quân sự Nga khác cho biết rằng quân đội Nga đang kiểm soát các vị trí ở ngoại ô phía đông của Stepove. Theo Bộ Tổng Tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine, lực lượng Nga vẫn đang nỗ lực bao vây thành phố Avdiivka, trong khi quân đội Ukraine tiếp tục gây khó khăn và gây tổn thất cho đối phương. Theo các nguồn tin của Nga, ngày 7 và ngày 8 tháng 12, quân đội Nga thực hiện các cuộc tấn công ở phía bắc của nhà máy luyện cốc Avdiivka và gần Ocherestine, cách Abdiivka 15 km về phía tây bắc, Novokali và Sievene cách Abdiivka và khu công nghiệp 6 km về phía tây. Một nguồn tin Nga cũng cho biết rằng điều kiện thời tiết khó khăn đã làm giảm tốc độ tiến công của Nga và Ukraine gần Abdiivka. Người phát ngôn của nhóm chiến lược và tác chiến Tatvia, đại tá Alexander Stupul nhấn mạnh rằng hơn 40.000 binh sĩ Nga đang tham gia chiến đấu trên mặt trận Abdiivka và quân đội Nga đang tiến hành việc tái bố trí lực lượng dự bị của các đơn vị Storm Z và lính nhập ngũ để đối phó với tổn thất nhân lực. Ông Stopol nói, đối phương tiếp tục nỗ lực tiến công. Hầu như mọi hoạt động của họ đều tập trung ở khu vực Avdiivka và Marinka. Hơn 90% các cuộc đụng độ ngày hôm qua diễn ra ở đó. Ông Stupul cho biết, quân đội Nga ban đầu tấn công bằng pháo binh, sau đó triển khai bộ binh và xe bọc thép. Avdiivka là cứ điểm phòng thủ quan trọng, là chốt chặn chiến lược trên hướng Karamastok, có ảnh hưởng đến toàn bộ khu vực. Việc kiểm soát vùng lãnh thổ này sẽ mở ra con đường để Nga tiến tới thành phố chiến lược Karamatok và là bước tiến quan trọng đẩy Ukraine ra khỏi vùng Donbass. Ngoài ra, nếu kiểm soát Avdiivka, Nga sẽ thành công xóa sổ hàng loạt trận địa pháo, nơi đã và đang được Ukraine sử dụng để bắn phá vào thành phố Donetsk, thủ phủ của vùng Donetsk. Những ngày qua, giao tranh giữa quân đội Nga và Ukraine tại mặt trận Avdiivka vẫn đang diễn ra quyết liệt. Thông tin từ kênh Chỉ Ba cho biết, khu vực Svatovo đến Kremenaya, đặc biệt là khu vực Liman, đã chứng kiến các cuộc giao tranh quan trọng trong tuần vừa qua. Mục tiêu ngay bây giờ của quân đội Nga là phá hủy đầu cầu của Ukraine tại bờ đông sông Zohorebes. Những thành công của quân đội Nga đã được các nhà phân tích quốc phòng Ukraine ghi nhận. Phía bắc Stepovo, quân đội Nga tiến hành thành công qua hai vị trí đánh thuộc Ocheretino và Novo-Kalinovo với mũi tấn công vượt xa nhất họ đã xâm nhập sâu 430 m vào tuyến phòng thủ của Ukraine. Các cuộc giao tranh quyết liệt vẫn tiếp tục diễn ra xung quanh tuyến đường sắt. Tại khu vực xử lý chất thải, quân đội Nga đã tiến công theo hướng Tây Nam, tiến vào sâu 150 m và nhanh chóng mở rộng về phía Abdiivsky, Kosokim. Ở vùng công nghiệp phía đông nam Abdiivka, binh sĩ Nga đã kiểm soát và đang chuẩn bị cho các cuộc tấn công tiếp theo, nhưng lần này hướng tới khu dân cư. Đồng thời, các trận đấu theo vị trí cũng đang diễn ra. Ở phía bắc làng Ivuska hai, lực lượng vũ trang Ukraine được hỗ trợ bằng xe tăng đã cố gắng phản công, nhưng không thành công. Họ đã bị đối phương chặn đứng và quân đội Nga đã tận dụng tình hình để tiến thêm 230 mét. Các trận đánh tiếp tục xảy ra ở khu vực ngoại ô phía đông, Pervomaiskoye và khu vực Nevenskoye. Trong khi đó, theo thông tin từ kênh Triba, khu vực từ Svatovo đến Kremenaya với tâm điểm ở Liman đã trở thành trung tâm của cuộc giao tranh quan trọng trong tuần qua. Mục tiêu ngay bây giờ của quân đội Nga là loại bỏ đầu cầu của Ukraine tại bờ đông sông Zohrebets. Hành động tiến quân từ phía bắc theo sánh Hurabka đang gặp phải những khó khăn lớn do địa hình phức tạp. Do đó, cuộc tấn công đang mở rộng từ Zyprova đến Tony và Samplovka. Nga tiếp tục dọn dẹp phía tây của Borat Javine với các trận đấu diễn ra ở ngoại ô Zalaptev các đơn vị Ukraine đang cố gắng duy trì sự kiểm soát bằng cách sử dụng các nhóm chiến đấu từ lữ đoàn cơ giới thứ 67 và lữ đoàn lực lượng đặc biệt thứ 12. Các cuộc chiến đang diễn ra từ sườn phía nam của rừng Sibirian. Chiến tuyến đã thay đổi đáng kể từ mùa thu khi các nhóm chiến binh độc lập của Ukraine đã tiến đến khu vực ngoại ô Zyprova, vì vậy, Nga đang tái kiểm soát các vị trí đã mất trong các cuộc phản công. Mặc dù quân đội Nga đã tiến vào khu vực này, việc tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn vẫn rất khó khăn do sự chống đỡ mạnh mẽ từ các công trình bê tông mà Ukraine đã xây dựng ở khu vực Kotoe, Zaberian và Jampon. Nếu việc loại bỏ đầu cầu của Ukraine theo bờ sông Zaherebet có thể thực hiện được, thì việc tấn công Liman sẽ đòi hỏi phải vượt sông và xâm nhập sâu vào các khu vực lãnh thổ cho đến hồ Oskon. Tuy nhiên, với tình hình hiện tại, điều này sẽ đòi hỏi nguồn lực và nỗ lực đáng kể từ phía Nga. Theo hướng Sudeda, với tâm điểm tập trung ở Bắc Mút, quân đội Nga đang tiếp tục tái chiếm các khu vực mà trước đây đã được quân đội Ukraine chiếm đóng trong quá trình chuyển đổi các đơn vị của công ty quân sự Wagner thành các đơn vị chính quy của Nga. Ở phía Bắc, Nga đã tiến tới vùng ngoại ô phía đông của Podanovka. Các đơn vị tiền tiêu chỉ cách những ngôi nhà đầu tiên 100 mét. Đồng thời, từ vùng ngoại ô phía tây nam của Dubovo, Vasilevka cuộc tấn công đang phát triển theo hướng Grigorovka và về phía tây bắc đến Orehovo, Vasilevka. Nga đang chiến đấu để kiểm soát rãnh Kulin, ngăn lực lượng của họ với một khu định cư gần đó. Ở phía Nam, Nga đã hoàn thành việc dọn dẹp vườn ươm Valianovsky, một địa điểm kiên cố của Ukraine. Ngoài ra, tiến triển cũng được ghi nhận. Từ Kromovo, quân đội Nga đã kiểm soát khu vực kiên cố của lực lượng vũ trang Ukraine trên sân tập ô tô Bakhmutsky, Việc dọn dẹp các nhà nghỉ mùa hè và khu nghỉ dưỡng ở phía Tây Nam Bắc Mốt vẫn tiếp tục. Đơn vị thuộc Lữ đoàn Bộ binh số 4 của lực lượng vũ trang Nga đang tiến hành săn bằng chiến tuyến về phía Korasnoe và Klipchivka sau khi chiếm được điểm cao 215,7 một ngày trước đó. Lữ đoàn đặc biệt 346 đã bắt đầu tấn công các tuyến đường tiếp cận của Ukraine và chuẩn bị mở rộng vùng kiểm soát về phía Bắc của ngôi làng. Tuy nhiên để kiểm soát được sườn phía Tây Nam, lực lượng Nga cần phải chiếm các điểm cao ở phía Tây Nam và sơn núi Kletchiypka. Việc chiếm đóng sơn núi sẽ tạo điều kiện thuận lợi để khôi phục các vị trí gần Andriyivka. Trong khi đó, với cuộc tấn công vào Chasopya vẫn còn rất nhiều công việc phải thực hiện, nhiều hướng phát triển có thể từ Bodanovka và Grigorovka, nhưng các trận chiến vẫn chưa xảy ra. Ngoài ra ở vùng ngoại ô phía bắc của Chasopya có một số vùng đất khu mỏ và mỏ đá có thể gây khó khăn. Phát hiện một cuộc tấn công từ phía Krasnoye sẽ đối mặt với khó khăn hơn vì quân đội Nga phải đi qua vùng đất thấp. Trong một diễn biến khác ngày 8 tháng 12, Ukraine Pravda đã tiến hành công bố kết quả một cuộc điều tra cho thấy những kẻ lừa đảo bị cáo buộc đã chiếm đoạt 84 triệu HR, tương đương 2,3 triệu đô la Mỹ từ các tổ chức từ thiện và tình nguyện viên. Những người này thực hiện việc lừa đảo với lý do bán máy bay không người lái cho quân đội Ukraine. Từ những ngày đầu xung đột, tổ chức từ thiện và tình nguyện viên ở Ukraine đã tập hợp quỹ cộng đồng và nhận được nhu yếu phẩm cho binh lính, dân thường và động vật. Quân đội Ukraine thông tin họ đã thu được khoảng 2,7 tỷ đô la Mỹ tính đến ngày 5 tháng 12. Mức cầu cao như vậy đã tạo điều kiện thuận lợi cho các kế hoạch lừa đảo. Cuộc điều tra chỉ ra những người đầu tiên trong vụ lừa đảo đã bán UAV với giá chiết cấu, tạo uy tín với khách hàng tiềm năng và thu hút thêm đơn đặt hàng. Sau khi nhận tiền trước, Thủ phạm giữ lại mà không giao hàng, nhưng con số chỉ tính những người có thể xác định danh tính một cách an toàn. Ước tính tổng thiệt hại là 84 triệu HR, tương đương 2,3 triệu đô la Mỹ từ khoảng 1.000 UAV chưa được giao. Ukraine Pravda thông tin rằng một số nạn nhân đã báo cáo cảnh sát. Cơ quan này hiện đã tiến hành khám xét nơi ở của những người bị cáo buộc là thủ phạm trong tháng này. Theo Trung tâm Tình báo của Lực lượng Phòng vệ Estonia, quân đội Nga đang tập hợp lực lượng và có dấu hiệu sẽ gia tăng độ tấn công trong thời gian tới. Mặc dù có nguy cơ gánh chịu tổn thất đáng kể. Tại cuộc họp sau ban ngày 8 tháng 12, Giám đốc Trung tâm Tình báo của Lực lượng Phòng vệ Estonia, Aski Vilen, chia sẻ, mặc dù không có thay đổi lớn trên tiền tuyến, nhưng cường độ tấn công của quân đội Nga đã tăng khoảng 25% chỉ trong tuần qua. Theo ông Kivisen, thành phố Avdiivka vẫn là mục tiêu chính trong cuộc tấn công của Nga. Quân đội Nga đã chuyển từ tấn công bộ binh trực tiếp sang sử dụng hỏa lực tầm xa, gây khó khăn trong việc tập hợp và củng cố vị trí phòng thủ của Ukraine. Vì giám đốc này nói, Quân đội Nga cũng áp lực mặt trận Bakhmut và Marinka, tuy nhiên ở phía bắc Bakhmut và phía nam Marinka, họ chỉ đạt được tiến triển nhỏ. Trong khi đó, đại diện tình báo Estonia nhấn mạnh, lực lượng Ukraine vẫn nỗ lực duy trì lớp phòng thủ và giữ vững vị trí ở tả ngạn sông Dnipro, Kherson và miền nam Ukraine. Ngày 1 tháng 12, Tổng thống Nga Vladimir Putin công bố xác lệnh tăng cường lực lượng vũ trang lên 2,2 triệu người trong đó có 1,3 triệu quân nhân. Ông Kivisen nhận định việc Nga bắt đầu tập hợp lực lượng có thể là dấu hiệu cho một đợt tấn công mạnh mẽ hơn ở Ukraine trong thời gian tới. Phát biểu của ông Kivisen được đưa ra trong bối cảnh Trung tâm Tình báo Lực lượng Phòng vệ Estonia tuần trước đã thông tin về việc Tổng thống Nga Putin duyệt tăng ngân sách quốc phòng cho năm 2024. Quyết định này của Điện Kremlin được xem là nỗ lực của Nga trong cuộc xung đột với Ukraine và các đồng minh NATO. Tổng thống Nga Vladimir Putin mới đây đã thông báo ý định tiếp tục tranh cử vào tháng 3 tới. Theo giới quan sát, khả năng ông tiếp tục lãnh đạo đất nước thêm 6 năm không quá khó khăn. Tuy nhiên, việc duy trì chức vụ tổng thống sẽ đối mặt với những thách thức. Sau hơn 21 tháng xung đột, quân đội Nga đã chiếm giữ hơn 1 phần 6 lãnh thổ của Ukraine. Trong suốt năm qua, không có sự thay đổi đáng kể trong chiến trường khi cuộc xung đột đã trở thành một cuộc xung đột tiêu hào mục tiêu cuối cùng của ông putin vẫn chưa rõ ràng ông không thành công trong việc chiếm đóng thủ đô kiev và lật đổ giữa lãnh đạo hiện tại của ukraine sau cuộc trưng cầu ý dân ông tuyên bố bốn tỉnh của ukraine là một phần của nga nhưng thực tế chỉ kiểm soát một phần lãnh thổ này có những nhà phân tích cho rằng ông putin có vẻ như tin rằng thế lực đang dần nghiêng về phía mình khi moscow hy vọng sự quyết tâm của phương tây về vũ trang và hỗ trợ cho ukraine sẽ giảm đi Đặc biệt nếu việc bầu cử Tổng thống Mỹ vào năm tới đưa ông Donald Trump trở lại Nhà Trắng, trong trường hợp chọn leo thang, ông Putin có thể dựa vào sự thật rằng Nga có dự trữ quân sự mạnh mẽ hơn Ukraine. Ông đã tuyên bố một đợt tuyển quân mới, cùng với việc tuyển mộ 300.000 quân vào tháng 9 năm trước. Ngoài ra, ông Putin cũng có thể chấp nhận xung đột trở thành một cuộc xung đột đóng băng. Trong khi đó, Nga cố gắng duy trì tình trạng căng thẳng và áp đặt sức ép lên Ukraine thông qua các cuộc giao tranh. Quyết định của ông Putin thực hiện chiến dịch quân sự ở Ukraine đã làm đứt gãy mối quan hệ với phương Tây. Ông đã gần gũi hơn với Trung Quốc và Ấn Độ, một phần cố nỗ lực phá vỡ sự ảnh hưởng của Mỹ trong quan hệ quốc tế và xây dựng thế giới đa cực mà ông muốn, đồng thời mở rộng mối quan hệ với châu Phi, Trung Đông và châu Mỹ Latin. Gần đây, ông Putin đã tổ chức các cuộc gặp với các nhà lãnh đạo của Triều Tiên và Iran. Hai quốc gia chia sẻ quan điểm không thiện trí với Mỹ. Trường hợp ông tái đắc cử, Ông có thể quan tâm đến mối quan hệ của Nga với nhóm các quốc gia BRICS, một khối đang mở rộng. Moscow đang cố gắng mở rộng hợp tác này không chỉ trong lĩnh vực thương mại mà còn ở các lĩnh vực mới như không gian và thể thao. Ông Putin đã nhiều lần ca ngợi quy mô và khả năng vũ khí hạt nhân của Nga. Ông còn đề cập đến viễn cảnh Nga có thể thử nghiệm hạt nhân lần đầu tiên kể từ năm 1990, mặc dù Moscow đã tuyên bố rằng họ sẽ chỉ thử nghiệm khi Mỹ làm như vậy. Tuy nhiên, triển vọng về việc gia hạn hoặc thay thế hiệp ước New Star nhằm hạn chế số lượng đầu đạn chiến lược mà Nga và Mỹ có thể sở hữu đang trở nên mơ hồ. Đây là thỏa thuận kiểm soát vũ khí hạt nhân duy nhất còn tồn tại giữa hai quốc gia. Nó sẽ kết thúc vào tháng 2 năm 2026. Chưa đầy hai năm sau, nếu ông Putin tái đắc cử vào năm tới, Bên cạnh đó, Nga đã mất một phần lớn thị trường năng lượng ở châu Âu kể từ khi bắt đầu xung đột tại Ukraine, để bù đắp, Moscow đang tập trung vào ba dự án lớn. Đầu tiên có thể kể đến là việc xây dựng một trung tâm khí đốt mới tại Thổ Nhĩ Kỳ, giúp Nga điều chỉnh lại hoạt động xuất khẩu khí đốt của mình. Tiếp theo là triển khai đường ống mới Power of Siberia 2, sức mạnh Siberia 2 để mang thêm 50 tỷ mét khối khí đốt của Nga hàng năm đến Trung Quốc thông qua Mông Cổ. Cuối cùng, Nga có thể mở rộng tuyến đường biển phía Bắc, sử dụng việc tan chảy băng ở Bắc Cực để kết nối Murmansk gần biên giới Nga với Na Uy và eo biển Bering gần Alaska. Tiến triển của những dự án này trong nhiệm kỳ mới của ông Putin sẽ chỉ là số quan trọng để đánh giá thành công của ông trong việc giảm thiểu tác động của các biện pháp trừng phạt từ phương Tây và chuyển trọng điểm thương mại của Nga về phía Đông, trong khi đó, ông Putin vẫn đang rất tự hào về khả năng phục hồi của Nga trước các biện pháp trừng phạt từ phương Tây. GDP đã tăng 5% so với cùng kỳ trong tháng 10, nhưng sự tăng trưởng chủ yếu đến từ việc sản xuất quân sự. Dự kiến quốc phòng và an ninh sẽ chiếm khoảng 40% ngân sách năm tới, loại bỏ các ưu tiên khác như giáo dục và y tế. Khoảng hàng trăm nghìn người Nga, bao gồm nhiều chuyên gia trẻ và người làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin, đã rời khỏi đất nước kể từ khi xung đột bắt đầu, gây ra tình trạng thiếu lao động đáng kể trong các ngành công nghiệp quan trọng. Lạm phát tại Nga đang ở mức trên 7% và lãi suất lên tới 15%. Trong phần lớn thời gian ông nắm quyền, ông đã tăng cường sức hấp dẫn của quốc gia bằng cách nâng cao mức sống, nhưng hiện ông đối mặt với thách thức ngăn chặn điều này bị sói mòn. Ngày 7 tháng 12, người giàu nhất nước Nga, ông Vladimir Potanin cho biết trong một diễn đàn rằng việc các công ty phương Tây rời khỏi Nga do các biện pháp trừng phạt liên quan đến Ukraine đã mở ra nhiều cơ hội mới. Ông Ponantin khuyến khích các công ty Nga tận dụng tình hình này để tạo ra lợi nhuận. Theo đài RT, doanh nhân Ponantin cho biết có nhiều cơ hội mà các nhà đầu tư nước ngoài đã để lại và chỉ cần khai thác chúng. Hãng tin Bloomberg cho biết, Ông Potanin, người sở hữu tập đoàn khai thác mỏ Norris Niken và là người giàu nhất Nga, đã hưởng lợi từ việc các nhà đầu tư nước ngoài rút vốn trong những tháng gần đây. Ông đã mua lại ngân hàng Rusbank từ tập đoàn ngân hàng Pháp Societe Generale. Ông cũng mua lại cổ phần kiểm soát tại ngân hàng Tinh Ngọc từ doanh nhân Oleg Tinkov, người đã rời khỏi Nga sau khi xung đột ở Ukraina diễn ra trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin rbk vào hồi đầu năm nay ông potanin cho biết cuộc di cư hỗn loạn của các công ty nước ngoài đã mở ra cơ hội mua lại doanh nghiệp của họ với điều kiện rất hấp dẫn mặc dù chi phí về việc mua rosbank và tin op không được công bố nhưng nguồn tin khẳng định rằng cả hai thương vụ đều được thực hiện với mức chít khấu cao theo tổ chức theo dõi Lip Russia thuộc KSE, một công ty thu nhập dữ liệu khoảng 300 công ty nước ngoài đã rời khỏi thị trường Nga dưới áp lực của các biện pháp trừng phạt từ khi xung đột ở Ukraine bắt đầu vào tháng 2 năm 2022. Việc ra đi của các công ty nước ngoài đã làm suy yếu nền kinh tế Nga. Tuy nhiên, điều này lại mang lại cơ hội cho các doanh nhân Nga, đặc biệt là do các quy định về thoái vốn mà chính phủ áp dụng hồi đầu năm. Các công ty rời Nga buộc phải bán tài sản của họ với mức chiết khấu 50%, cùng với việc phải xin phép từ chính phủ để thực hiện việc bán và đóng một khoản phí bắt buộc cho ngân sách Nga. Hôm 7 tháng 12, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng nhấn mạnh rằng việc các công ty phương Tây rời đi đã mang lại lợi ích cho nền kinh tế Nga khi các doanh nghiệp trong nước đơn giản là tiếp quản mọi thứ và tiến về phía trước. Ông cũng lưu ý rằng thực tế số lượng công ty nước ngoài hoạt động tại Nga đã tăng lên sau khi các biện pháp trừng phạt được áp dụng, từ 24.100 công ty vào tháng 3 năm 2022 lên 25.600 công ty vào tháng 11 năm 2023. Công ước Liên Hợp Quốc về chống tham nhũng UNCAC đã được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua cách đây 20 năm và từ đó, ngày 9 tháng 12 hàng năm được xác định là Ngày Quốc tế phòng chống tham nhũng. Chủ đề của năm nay là Đoàn kết thế giới phòng chống tham nhũng để kỷ niệm cột mốc quan trọng này. Liên Hợp Quốc đánh giá rằng, thế giới ngày nay đối diện với những thách thức lớn trong nhiều thế hệ, những thách thức đe dọa sự tình vượng và ổn định toàn cầu, nhiều trong số đó liên quan đến nạn tham nhũng tham nhũng đã có tác động tiêu cực đến mọi khía cạnh của xã hội gắn liền với xung đột và bất ổn cản trở sự phát triển kinh tế xã hội gây suy giảm lòng tin đối với các thể chế và pháp quyền làm xói mòn công bằng xã hội liên hợp quốc tin rằng ngăn chặn tham nhũng, thúc đẩy tính minh bạch và củng cố các thể chế đóng vai trò rất quan trọng nếu các quốc gia muốn đạt được các mục tiêu phát triển bền vững. Đến tháng 10 năm 2023, UNCAC có 190 thành viên, trong đó có 815 quốc gia là thành viên liên hợp quốc cùng với Đảo Cốc, New Vatican, nhà nước Palestine và Liên minh châu Âu năm nay liên hợp quốc nhấn mạnh sự cần thiết phải giải quyết tham nhũng và những hậu quả sâu rộng của nó thông qua sự tham gia của cá nhân chính phủ và tổ chức cách tham gia ngày hội quốc tế phòng chống tham nhũng bao gồm nâng cao nhận thức thúc đẩy minh bạch hỗ trợ sáng kiến chống tham nhũng thông qua phương tiện truyền thông xã hội diễn đàn giáo dục và thảo luận cộng đồng cũng như bao gồm việc kêu gọi đóng góp hoặc tình nguyện hỗ trợ các tổ chức chống tham nhũng ủng hộ minh bạch và trách nhiệm cũng như bảo vệ người tố cáo tham nhũng Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, ông Antonio Guterres lưu ý rằng tham nhũng là một vấn đề tồn tại ở mọi quốc gia, không phân biệt giàu nghèo, Bắc Nam, phát triển hay đang phát triển. Các số liệu thống kê gây lo ngại. Diễn đàn Kinh tế Thế giới ước tính, các hành vi tham nhũng đã gây thiệt hại ít nhất 2,6 nghìn tỷ đô la Mỹ, tương đương 5% GDP toàn cầu. Theo Ngân hàng Thế giới, hàng năm khoảng 1.000 tỷ đô la Mỹ được đưa hối lộ trên toàn cầu mức độ tham nhũng thể hiện rõ qua chỉ số cảm nhận tham nhũng CPI của Tổ chức Minh Bạch Quốc tế TI. Có đến 124 quốc gia không có tiến bộ trong chống tham nhũng, hơn 2 phần 3 số quốc gia, 68% có điểm dưới 50, với điểm trung bình toàn cầu ở mức 43%. Theo TI, hầu hết các quốc gia đều có bất cập trong luật pháp và thể chế, điều này gây trở ngại trong việc thực thi chống tham nhũng. Ông Guterres nhấn mạnh để đối phó các bộ máy chính trị cần hoạt động một cách minh bạch và chịu trách nhiệm, các quốc gia thành viên Liên hợp quốc cần đứng ở hàng đầu trong cuộc chiến chống tham nhũng, đặc biệt là trong việc tăng cường năng lực của các ủy ban quốc gia về chống tham nhũng cộng đồng quốc tế cũng có thể góp phần thông qua các biện pháp hiệu quả hơn để ngăn chặn rửa tiền trốn thuế và các hoạt động tài chính bất hợp pháp nhằm ngăn chặn suy giảm nguồn lực cần thiết và ngăn chặn các hành vi tham nhũng tiếp theo thực tế tham nhũng đã trở thành vấn đề toàn cầu và các quốc gia thừa nhận rằng nó là một trong những nguy cơ lớn đối với quốc gia làm chậm quá trình phát triển họ đã ra sức lên án và đưa ra các biện pháp chống tham nhũng nhiều nước yêu cầu công khai trì tiêu thu chi ngân sách quản lý tài sản công công khai thông tin về tài sản thu thập của quan chức là điều bắt buộc các nước như anh mỹ đức singapore trung quốc indonesia hàn quốc đã thành lập các cơ quan độc lập chuyên trách chống tham nhũng cách các quốc gia thực hiện phòng chống tham nhũng cho thấy cần có sự quyết tâm cao mặc dù có những phương pháp khác nhau nhưng hiệu quả của việc chống tham nhũng phụ thuộc chủ yếu vào quyết tâm và lãnh đạo mạnh mẽ đặc biệt là từ những người đứng đầu cuộc chiến chống tham nhũng được xem là một công việc khó khăn và lâu dài chỉ có thể hiệu quả khi sử dụng đồng bộ các biện pháp phòng ngừa ngăn chặn và xử lý nghiêm minh các hành vi tham nhũng trong cuộc đấu tranh này, sức mạnh của người dân và các phương tiện truyền thông đã quan trọng, hệ thống chính trị, pháp luật cần đầy đủ, rõ ràng, minh bạch và hạn chế các khế hở để không tạo điều kiện cho hành vi tham nhũng. Liên Hợp Quốc nhấn mạnh rằng không chỉ cần đoàn kết toàn cầu mà ở một quốc gia từ lãnh đạo đến người dân đều có vai trò quan trọng trong việc ngăn chặn và chống tham nhũng. Thông điệp này kêu gọi tất cả hãy đoàn kết và quyết tâm chung để ngăn chặn và chống lại tham nhũng. Từ đó xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn.